Tuyệt vời, mình lại quay trở lại với các bạn rồi đây. Thì chúng ta đã trải qua cả một cái chặng đường dài với nhau. Thì từ những cái bước đầu tiên thì chúng ta đã cùng nhau đi xây dựng được một cái nền móng vững chắc để làm bệ phóng cho tất cả những bài viết thuyết phục của các bạn, bằng cái cách bạn hiểu được sản phẩm, bạn hiểu được khách hàng. Và đến cái bước thứ ba, bạn đã lựa chọn cho mình được một cái trường phái để viết bài, từ đó xác định cho mình được một cái chiến lược để đi đến cái tâm trí của khách hàng. Và đến cái bước thứ tư, bạn đã biết được cách để sáng tạo ý tưởng bất tận và xóa đi tất cả những cái nỗi sợ về cái việc ý tưởng khi viết bài. Và bây giờ cũng là cái bài học ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn, là bước thứ năm, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu là viết bài như thế nào. Thì chắc hẳn là đây là cái bước mà các bạn sẽ cảm thấy thú vị nhất, bởi vì từ bước này các bạn đã có thể có cho mình một tờ giấy và một cái bút để bắt đầu đi vào những cái bước thực hành đầu tiên. Thì các bạn hãy hình dung đơn giản này, thì việc viết bài ấy, thì nó chia ra làm 3 phần: bạn viết mở bài, bạn viết thân bài và bạn viết kết bài. Nó tương ứng với lại cả cái 5 cái bước viết thuyết phục mà phần trước mà tôi đã chia sẻ với các bạn ấy. Thì viết mở bài có nghĩa là bạn đi viết tiêu đề, viết thân bài có nghĩa là bạn đi viết 3 cái bước ở giữa, có nghĩa là bạn viết phần nêu vấn đề này, bạn giải quyết vấn đề, bạn viết nêu rủi ro. Còn phần kết bài là việc bạn viết call to action và viết lời kêu gọi hành động. Và ở câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn cùng các bạn đi trả lời, tiêu đề nó là cái gì? Thì có thể ở cái thời điểm hiện tại ấy, bạn đã hiểu viết tiêu đề là cái việc mà bạn viết giật tít, bạn viết nó quá lên để khiến khách hàng có thể click vào xem cái bài viết của bạn. Nhưng mà thật ra không phải. Thì theo một cái nghiên cứu ấy, thì cái việc mà bạn viết giật tít, viết quá lên, nó chỉ có hiệu quả bằng 60% những cái tiêu đề mà bạn hứa hẹn những cái lợi ích thực sự cho khách hàng. Hiểu bản chất hơn một chút ấy, cái việc bạn viết tiêu đề này, bạn giật tít quá lên ấy, có nghĩa là bạn đẩy kỳ vọng khách hàng lên quá cao. Và sau đó khách hàng click vào, khách hàng đọc bài viết, đọc những cái nội dung mà bạn chia sẻ, thì nó không đáp ứng được cái sự kỳ vọng đấy của khách hàng. Vậy nên là theo cái định nghĩa của marketing ấy, thì có nghĩa là bạn không đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì suy cho cùng, tiêu đề nó là cái gì? Hiểu đơn giản thì tiêu đề nó có tác dụng thu hút cái sự chú ý của độc giả và giúp họ dễ dàng nhận biết được những cái thông tin mà họ đang tìm kiếm. Và nếu như mà những cái thông tin đấy là những thông tin mà họ đang quan tâm ấy, thì họ sẽ click và xem thêm, họ sẽ đọc tiếp những cái nội dung của bạn, và chắc chắn rồi họ sẽ lắng nghe những cái lời mà bạn nói. Thì từ cái định nghĩa này, bạn có thể dễ dàng nhận ra được hai cái mục tiêu chính của tiêu đề. Thứ nhất đó là bạn phải gây được sự chú ý, thứ hai đó là bạn phải thuyết phục độc giả đọc những cái nội dung tiếp theo của bạn bằng cái cách bạn định hướng chủ đề ở trong cái tiêu đề của bạn. Thì cái câu hỏi tiếp theo chúng ta cần đi trả lời là tại sao mà tiêu đề nó lại quan trọng, và tại sao mà tiêu đề nó lại tồn tại ở trên cái trái đất này, cái tầm quan trọng của nó là như thế nào. Thì hiểu đơn giản nhé, thì nếu bạn coi cả một cái bài viết của các bạn như là một cái căn phòng ấy, thì cái tiêu đề của bạn nó sẽ như là cái cánh cửa để mở cái căn phòng đấy ra. Nếu như mà cái cánh cửa đấy không thể mở ra thì những cái nội dung ở bên trong cái căn phòng đấy sẽ không bao giờ được public, sẽ không ai có thể nhìn thấy được nó. Tương tự như thế, thì một cái bài viết của bạn dù có hay đến như thế nào chăng nữa, người ta cũng không thể nào mà đọc được nếu như người ta không nhìn thấy, và người ta cũng không thể nào mà nhìn thấy nếu như người ta không có được cái sự chú ý. Và cả cái vòng luẩn quẩn đấy cứ xoay lại, xoay đi cả cái vòng đấy, thì cái bài viết của bạn dù có hay đến mấy, đôi lúc cái sự thất bại ở cái bài viết đấy nó không nằm ở cái nội dung của bạn. Đúng không? Nội dung của bạn có thể rất hay mà nó vẫn có thể thất bại, bởi vì bạn viết tiêu đề và bạn không chịu đầu tư thời gian vào việc viết tiêu đề. Và chính vì lý do như vậy, đôi lúc khiến cho bạn mất cả ngày trời dành công sức ra viết những cái nội dung rất hay, nhưng mà nó đều đổ xuống sông xuống biển. Thì cái câu hỏi tiếp theo mà mình muốn giải đáp cho các bạn ấy, đó là vậy thì thực sự đâu là bản chất của việc viết tiêu đề? Thì có thể là các bạn từ những cái bước trên mình chia sẻ với các bạn là tiêu đề là gì, cũng như tại sao nó quan trọng, thì bạn đã mường tượng ra được là bản chất của việc viết tiêu đề, và cũng như nhiều người nói là bản chất của việc bạn đi viết tiêu đề là tạo được cái sự chú ý. Nhưng mà thật ra thì nó cũng đúng thôi, nhưng mà theo mình thì nó không sâu, có nghĩa là nó chưa bản chất lắm. Vậy thì tại sao mình lại nói như vậy? Bây giờ mình đã đặt cho các bạn một câu hỏi thì bạn sẽ hiểu được là tại sao mình nói như vậy. Làm như thế nào để có thể gây được sự chú ý? Các bạn chắc chắn bây giờ các bạn đang suy nghĩ rất là phân vân trong đầu, đúng không ạ? Vậy thì sau khi mà mình đi nghiên cứu về khách hàng ấy, thì mình lại fix được cái biến là chúng ta đi viết thuyết phục là chúng ta thuyết phục khách hàng, và khách hàng là con người,
và mình đi nghiên cứu về con người ấy, thì mình mới rút ra được một cái chân lý của con người từ thuở hồng hoang, từ thuở xa xưa cho đến tới tận bây giờ họ vẫn chưa thay đổi, đó là con người làm bất cứ điều gì cũng là vì mình. Và ví dụ nhỏ nhỏ nhá, đôi lúc mà bạn yêu những cái cô gái ấy, không phải là bạn muốn cô ấy hạnh phúc đâu, mà đôi khi là bạn muốn là khoe với mấy thằng bạn là mày thấy tao đàn gái giỏi không, mày thấy người yêu tao xinh không, kiểu kiểu đấy. Thì cái chân lý này thì các bạn có thể đi hỏi rất là nhiều người, quay lại cãi nhau với tôi, bởi vì đây là chân lý, chúng ta không nên đi bàn cãi về cái chân lý này. Thì cái việc viết tiêu đề như vậy, thì nếu như bạn không hứa hẹn được những cái lợi ích mang đến cho khách hàng ấy, thì khách hàng sẽ không bao giờ quan tâm, khách hàng sẽ không bao giờ chú ý. Và chính vì như vậy, chúng ta cũng phải thừa nhận một điều với nhau rằng bản chất một việc viết tiêu đề ấy, là bạn phải tạo được sự chú ý, nhưng mà bản chất sâu hơn của nó là bạn phải hứa hẹn một cái lợi ích cho khách hàng ở trong cái tiêu đề đấy.